Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Đi Xe Cấp. Và tối hôm nay trước khi đóng cửa đi tắm cho các bạn coi một cặp cốp DD, trời ơi phải nói là siêu đẹp luôn nha. Dành cho anh em nào lên xe VIP nha. Kỳ đẹp luôn, phải nói là siêu đẹp luôn. Đây là hàng xé bịch nha các bạn. Da băng xé bịch nha, không phải là Thái hay Trung Quốc gì đâu. Đây là hàng da băng xếp bịch nè. Wow, không có một tí lông mèo luôn nha các bạn. Cam kết với các bạn là cặp này không có một tí lông mèo luôn. Em nó sẽ được bọc trong rất là nhiều lớp bao ni lông để bảo vệ cho đến khi các bạn nhận được tay nha. Khi các bạn nhận được trên tay nó phải đẹp len ken nhìn như thế này. Các bạn nhận trên tay mà nó có trầy xước này nọ là các bạn có thể bắt đầy nha. Đành gấp 10 lần giá trị khi các bạn mua cặp cốp này. Trời ơi quá đẹp luôn. Bên đây là bên cốp nhỏ. Đây là cốp to này các bạn. Cốp to bên học bình nè. Đó. Wow, xuất sắc luôn. Cái này sơn zin nha các bạn. Cái này là hàng nhập da băng mới trong bịch nha. Cực đẹp luôn. Này, tem Nhật luôn nè. Đó, siêu đẹp. Đấy, zin đét luôn, bóng này. Đó. Đa 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 đa. Đa 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 đa. Vừa mới xé bịch luôn các bạn. Đó. Xé bịch lên video. À, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Còn gì bằng nữa các bạn? Mà nó xé bệnh chắc các bạn không tin. Đây cái bịch còn nguyên nè, đây nha bịch nè, đó da băng nè. Không những xé bịch mà mình xé thùng nữa nha, nè nguyên một thùng luôn. Đây cổ nè, bàn thờ nè, về nè, cái này còn chưa xé bịch nữa đó nha. Đó bịch còn nguyên, còn chưa xé nè. À, đó cho anh em coi da băng đó. Đó có cái thùng đó này, mình từ đâu về nè, về Tokyo này. Đó thấy chưa, thấy Tokyo chưa, from Tokyo về Sài Gòn nè. Đó vậy nó mới giá trị đó. Ok câu cặp cốp đây. Nói chung là mình bán nguyên bộ, nguyên một bộ câm lê, nguyên bộ câm lê đầy đủ. Đó, anh em nào muốn mua mua lẻ thì mình cũng bán lẻ luôn nữa. Hai cặp cốp dành cho anh em nào thiếu thiếu cốp. Đấy, bán nguyên cặp nhà không bán lẻ nha. Bóng lưỡng luôn này các bạn. Quá đẹp. Đa, 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 đa. Quá đẹp nha. Ok rồi, anh em nào có nhu cầu các bạn liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng nhớ anh em ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop để lấy, alo cho mình lấy địa chỉ. Còn nhớ anh em ở xa thì vui lòng chuyển khoản, là bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là anh em chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Lưu ý giúp mình nha, bên shop không ship code, anh em chuyển tiền trước ship hàng sau. Cảm ơn tất cả các bạn. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Đi Xe Cấp nha.